Chào các bạn, iOS 11 là nền tảng hệ điều hành mới nhất được Apple ra mắt vào sự kiện WWDC diễn ra cách đây 2 ngày và thực sự là nó đã đốt cháy tất cả các mặt báo. Trong ngày hôm nay thì mình định mang đến cho mọi người một cái video giới thiệu về iOS 11, tức là tổng quan xem nó thay đổi gì so với cả iOS 10 cơ. Nhưng mà thực ra là với dòng chảy của công nghệ thông tin hiện nay thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết iOS 11 nó có những cái gì rồi. Thế nên trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bài so sánh về iOS 11 và Android O Beta, một cái phiên bản hệ điều hành cũng rất là mới vừa được Google ra mắt trong thời gian gần đây thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào video nhé. Bên tay trái của mình đang là chiếc Nexus 6P chạy nền tảng Android O Developer Preview, và bên tay phải của mình đang là chiếc iPhone 7 Plus chạy iOS 11 Beta. Điểm đầu tiên mình muốn nói tới đấy là khả năng hỗ trợ. iOS 11 sẽ hỗ trợ tất cả các máy chạy nền tảng 64-bit. Tức là sao? Tức là 5S cũng được hỗ trợ dù nó có giật lag các kiểu đi chăng nữa. Nhưng mà mình đố các bạn tìm ra máy nào từ năm 2013 chạy Android mà được hỗ trợ Android O, thử ROM cúc ra đấy nha. Và như các bạn cũng nhớ thì trong sự kiện WWDC vừa qua thì Apple cũng nói luôn cái sự thật đấy là chỉ có 7% người dùng đang được sử dụng Android 7, còn Android O thì chỉ có Google và Nexus, những cái máy đó là được hỗ trợ thôi. Nói chung là về khả năng hỗ trợ thì Apple ăn đứt luôn. Đầu tiên là mình sẽ nói qua một chút về khả năng hiển thị của hai con máy này. Ở trên iPhone 7 Plus thì hiện tại mình không cài passcode đây, nhưng mà nếu như mà chúng ta mở máy tính ra hoặc là nếu như mà chúng ta mở cái trình gọi điện thoại ra thì các bạn hoàn toàn có thể thấy được là các cái số và các cái chữ này nó được in đậm, tỏ ra khá là nổi bật. Còn đương nhiên là với nền tảng Android Beta thì số nó vẫn thanh mảnh như cũ, nó không có gì cả, kể cả trong trình máy tính cũng như là ở trong trình gọi điện thoại như thế này. Điểm thứ hai khác biệt về mặt hiển thị đó là trên iOS 11 thì ở trên thanh đọc của chúng ta đã mất đi các phím chữ rồi. Ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể quan sát một cách hoàn toàn dễ dàng, đấy là biểu tượng App Store cũng như là biểu tượng iTunes Store đều đã thay đổi. Đồng thời ở đây thì cái máy này mình không gắn SIM vào, nhưng mà khi chúng ta gắn SIM vào một cái máy iPhone chạy iOS 11 thì biểu tượng cột sóng của nó cũng sẽ thay đổi, và nó cũng hơi giống cái Android này một tí. Mà thực ra thì mình thích cái cột sóng của iOS 10 hơn, trông nó nhẹ nhàng tinh tế, trong cái thằng mới thì nó hơi thô một tí tẹo. Còn về điểm mạnh ở trên Android O về mặt hiển thị ở màn hình chính, chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến được ở ngay trên Android gốc như thế này. Ví dụ như chúng ta có thể thay đổi những cái kích thước cũng như là cái hình dáng của những cái icon. Mình thì mình thích cái kiểu nó hơi vuông vuông như này, thì trên iOS chắc chắn là nó không có điều đấy rồi. Thì tiếp theo mình muốn nói là so sánh giữa Control Center và Quick Setting của trên Android thì rất là may mắn là sau khoảng tầm 1 tỷ năm, cuối cùng ở trên nền tảng iOS cũng đã có nút bật tắt nhanh dữ liệu mạng. Đấy. Và tăng nhanh dữ liệu mạng như này thì ngoài ra thì mình khá là thích ở cái Control Center này là nó có cái thanh kéo lên kéo xuống về độ sáng cũng như là về âm lượng như này. Tại vì sao mà mình lại đánh giá cao cái này? Bởi vì khi mà các bạn có được hai cái thanh mà điều chỉnh về ánh sáng và âm thanh như này thì nó rất là tiện để sử dụng bằng một tay. Trong khi đấy thì mình muốn điều chỉnh độ sáng của Android hay là kể cả ở trên iOS 10 thì mình vẫn phải kéo từ bên trái sang bên phải khung hình, dẫn đến cái việc là nhiều khi mình cảm thấy thao tác một tay nó hơi bất tiện. Một cái điểm tiếp theo mà mình cảm thấy thú vị là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái 3D Touch để mà chúng ta mở rộng những cái lựa chọn ở trên Control Center. Ở trên iOS 11 này mình thấy khá là thú vị. Ví dụ như ở đây là mình vừa mở rộng cái này ra này, cái chế độ máy bay, dữ liệu di động, wifi, rồi bluetooth, airdrop các thứ. Những tưởng là airdrop đã biến mất rồi nhưng mà thực ra nó vẫn ẩn ở trong này. Và ở trong phần setting chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được cái trung tâm này, cái control center này, bằng cách là chúng ta có thể thêm bất kỳ một cái tính năng gì chúng ta thích. Ví dụ như là chúng ta thêm screen recording, tức là quay phim màn hình này, rồi ghi âm này, mình rất là hay ghi âm, chế độ nguồn điện thấp, tiết kiệm pin, bấm giờ, báo thức, tất cả các thứ. Nếu như mà mọi người thêm như thế này vào thì cái control center của chúng ta tự dưng nó sẽ dài ra như này. Cái control center này thì chắc chắn là Android nó không có rồi. Về cái giao diện control center mới này thì nó khá là phẳng và nó không có bất kỳ một cái chữ gì cả. Trong khi ở bên Android thì cái quick setting nó vẫn đầy đủ tất cả những chữ rồi số các thứ cho chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận. Một số ý kiến của các anh em sử dụng iOS 11 beta, những người đầu tiên ấy, thì anh em có nhận xét là cái control center mới ở trên iOS 11 này nó hơi bị rối mắt một tí. Và thực ra thì theo cảm quan cá nhân của mình thôi, mình thì mình thích cái ở trên Android như này hơn. Nhưng mà đấy là mình thích thôi, còn các bạn như nào thì mình cũng không biết. Và mình xin nói lại một chút về cái tính năng quay phim màn hình ở trên iOS 11, là chúng ta không cần phải dùng ứng dụng ở bên thứ ba nữa. Bình thường thì quay phim màn hình chắc là anh em vẫn hay dùng ESU các thứ. Nhưng mà cái bây giờ thì iOS 11 đã có được cái quay phim màn hình và có thể nhét được luôn vào control center như thế này rồi. Nhưng mà lưu ý cho mình một chút là cái âm thanh ở trong video xuất ra sẽ là âm thanh ở trong máy chứ không phải là âm thanh đến từ mic. Cái này rất là đáng tiếc. Chúng ta có thể chờ đợi bản iOS 11 chính thức để có thể được trải nghiệm tính năng này một cách đầy đủ hơn. Ở trên Android thì mình vẫn ưu tiên sử dụng những ứng dụng ở bên thứ ba như là Red hay là MobiZen.
Về cơ bản mình nói khá là nhiều về Control Center này bởi vì nó là một cái cải tiến mà nó cực kỳ trực quan và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái trải nghiệm thông thường sử dụng máy của mỗi người. Nhưng mà ở trên cái Control Center này không phải là không còn điểm yếu. Đấy là mình xem video và bản thân mình cũng test thì 10 máy thì phải đến 9 máy là cái Bluetooth này mình không hiểu nó bật tắt như nào. Khi mình ấn vào mình vẫn không hiểu nó đang bật hay nó đang tắt. Mình không thể kích hoạt được Bluetooth từ cái Control Center này. Nó qua một tẹo về 3D Touch ở trên iOS 11 thì mình rất là đáng tiếc là ở đây mình không thể nào mà bấm giữ được vào để ra cái trình đa nhiệm nữa. Mình rất là thích cái tính năng này luôn. Bây giờ nó không còn nữa, chúng ta bắt buộc chúng ta phải bấm 2 lần vào nút Home thì chúng ta mới bật được trình đa nhiệm ra như này. Và có một cái sự khác biệt ở trên trình đa nhiệm của iOS 11 so với cả iOS 10. Đấy là chúng ta không nhìn thấy màn hình Home ở đây nữa. Bình thường bật đa nhiệm lên màn hình Home vẫn hiện ra ở bên ngoài cùng như này. Nhưng mà ở trên iOS 11 thì nó đã biến mất rồi. Và chúng ta có thể bấm vào bất kỳ một cái khoảng nào để quay trở về màn hình Home. Còn trong khi đấy, đa nhiệm ở trên Android O thì nó vẫn đa nhiệm bằng nút đa nhiệm như bình thường thôi. Và nó chia đôi màn hình một cách hoàn toàn thoải mái. Đây ví dụ như đây, chia đôi màn hình hoàn toàn ok. Ví dụ như này. Và nếu như mà chúng ta bấm 2 lần vào phím đa nhiệm như này, chúng ta hoàn toàn có thể khởi chạy được cái ứng dụng mà chúng ta vừa mới sử dụng ngay tức thì. Thực ra thì nói về đa nhiệm thì chắc là mình thích ở trên Android hơn. Nhưng mà đấy là về giao diện và tính năng. Còn khả năng đa nhiệm giữ lại game nặng của iOS thì vẫn rất là phù hợp với những anh em nào mà chơi nhiều game cũng như là sử dụng nhiều tác vụ nặng. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua so sánh cho mọi người về App Store và Google Play Store. Thế thì cái cải tiến lớn nhất ở trên iOS 11 đấy là nó sẽ cho mọi người ra một số những cái tab hoàn toàn mới ở trong App Store này, bao gồm có hôm nay này, tách biệt ra rồi đến phần trò chơi, ứng dụng, cập nhật. Tất cả mọi thứ đều bày sẵn ra hết trước mặt người dùng và cái sự tiếp cận nó là hoàn toàn đơn giản. Thế là nếu như mà các bạn lướt qua cái App Store này một chút, các bạn hoàn toàn có thể thấy là mọi thứ đều to rõ ràng và giao diện rất là ok. Chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt được ứng dụng và confirm bằng vân tay hoàn toàn thoải mái ở trên iOS 11 và cái hiệu ứng của nó cực kỳ đẹp. Còn trong khi đấy thì trong Play Store thì cái việc mà người ta tách app và game, movie, books các thứ ra thì đã có từ khá là lâu rồi. Nhưng mà giao diện của nó thì mình nghĩ là nó hơi bị lằng nhằng một tí và nó không trực quan đơn giản, bấm vào ăn ngay như kiểu là trên App Store. Thì mình thích cái App Store này mới hơn là cái Store ở trên Android Beta. Trước khi mà mình chuyển qua nói về camera thì mình cũng muốn nói qua một chút luôn về cái trình cài đặt. Thì trình cài đặt của iOS 11 nó tỏ ra khá là mới, với cái chữ cài đặt nó rất là to, to tổ bố như này và lùi sang phía bên tay trái của màn hình. Và nó sẽ có một số những cái cải tiến mới, ví dụ như là Emergency SOS như này. Thì cái này với mình là nó hoàn toàn vô dụng. Cái điểm mà mình thích nhất ở trong cái cài đặt mới của iOS 11 đấy chính là cài đặt trong camera. Nếu như vào phần định dạng, mọi người sẽ nhìn thấy là có hai cái tính năng ở trên cái camera mới này, đấy là tính năng hiệu suất cao và tính năng tương thích nhất. Thì cái tương thích nhất sẽ luôn sử dụng cái định dạng là JPEG cho chúng ta, tức là cái định dạng H.264 khi mà quay video ấy. Thì ở đây Apple cũng có đưa vào một cái tính năng, đấy là tính năng hiệu suất cao để cho chúng ta giảm được cái kích cỡ tệp ảnh hoặc là video. Khi mà chúng ta chuyển sang tính năng hiệu suất cao như thế này thì mặc định là ảnh và video của chúng ta sẽ được sử dụng bằng định dạng là HEIF hoặc là HEVC, hiệu suất cao. Các bạn cứ hình dung một cách rất là đơn giản, đấy là với định dạng HEIF và HEVC thì ảnh và video vẫn giữ nguyên được chất lượng như cũ cho chúng ta, trong khi mà dung lượng chỉ còn một nửa thôi. Thì cái điều này nó phản ánh là Apple cực kỳ nghĩ đến người dùng, những người mà sử dụng những cái máy mà dung lượng 16 với cả 32GB các thứ. Và đồng thời camera trên iPhone cũng có thể được hình tượng nhiều hơn. Còn cái điểm mạnh ở trên camera của Android thì không cần thiết phải đến Android Beta. Đấy là chúng ta thường là luôn chỉnh tay được. Thế nên là Android có camera dành cho người mình nghĩ là thích chụp chuyên sâu nhiều hơn. Còn camera của iPhone là một cái camera vẫn như thế, là dành cho mọi người. Thì cái này là tùy khẩu vị thôi. Mình thì mình thích camera của Android hơn. Bởi vì với mình những cái tính năng ở trong Live Photo mình cũng không có quá nhiều hứng thú cho lắm. Và mình xin phép được chém gió nốt một tí tẹo nữa về camera và photo thôi. Đấy là ở trong cái phần photo, khi mà các bạn vuốt lên thì nó sẽ ra rất là nhiều bộ lọc và tính năng về iPhoto. Còn trong camera, khi mà các bạn vuốt lên như mình vừa làm xong ấy, thì nó sẽ ra một số những cái bộ lọc ảnh như này. Nguyên bản này, rồi rực rỡ ấm, rực rỡ mát, kịch tính ấm các thể loại. Và khi mà bây giờ mình làm cái thao tác này cho mọi người xem, đấy là khi mà chúng ta chụp ảnh màn hình. Đó, khi mà chúng ta chụp ảnh màn hình như này thì cái ảnh của chúng ta sẽ xuất hiện ngay ở góc dưới bên trái. Và qua đây chúng ta có thể bấm vào và chúng ta hoàn toàn chỉnh sửa dễ dàng, sau đấy gửi đi luôn cũng được. Còn lại. Đó. Chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa ra vẽ viết gì thế này cũng được. Đấy. Thực ra thì cái kiểu này nó có mặt ở trên dòng Samsung Galaxy Note từ khá là lâu rồi. Và nó có một cái bút S Pen thần thánh thì đương nhiên là chỉnh sửa nó cũng thích hơn. Nhưng mà có một cái điểm nữa là Android gốc thì chưa có. Và ví dụ như mình chụp màn hình ở trên con này chẳng hạn. Khi mà mình chụp ảnh ở trên con máy Android Beta như này
thì nó vẫn sẽ hiện ra một cái thông báo khá là bình thường ở trong notification thôi. Bây giờ mình muốn chỉnh sửa cái thằng này thì sẽ rất là khó để mà tìm chỗ nào để chỉnh sửa được ngay như là ở trên cái thằng iPhone này. Đấy là cái cuối cùng mà mình muốn nói về camera và ảnh. Rất là xin lỗi các bạn vì mình nói phần này hơi nhiều. Thực ra thì mình còn rất là nhiều thứ để nói, nhưng mà thời lượng của phần 1 đến đây có lẽ là đã hết rồi. Thế nên là mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video phần 2 của bài so sánh giữa iOS 11 và Android Beta. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.